cân này, cân này 2 cân ạ. Cây là cháu muốn ôm cả vườn về vườn nhà mình ạ. Tôi có ôm được. Sướng là bán được mấy tiền cam mà này. Để cho bà giữ ạ. Cháu lấy vợ rồi bà lấy chua nhá. Cô đi bứt mà cháu mất ôm cả vườn người ta về nhà mình luôn đó. Chưa mà cháu giỏi rồi đó, cháu định cháu ôm cả vườn rồi. Cháu giỏi, quá giỏi. Sướng lắm, nhìn đẹp lắm. Nhìn đẹp. Bà, mời đi ông bà. Đây là quả chưa to mấy mà bà. Cũng còn to nữa nhưng mà cháu không thích quả to. Quả to không còn được quả như lò vừa vừa đâu. Không. Còn đấy chắc ông bà cháu sắp nhập ông bà nhỉ. Rau rồi bảo.
không là tính vừa đủ nhỉ. Đang bán lấy tiền để mua lúa giống ạ. Cái rào như là cái thể hang có hang nhẹ nhàng. Sau ba cây ô vớ vẩn mà về bán không có sâu chứ gì. Người ta là rau thật, rau không có bỏ phân vớ vẩn mà bỏ phân rau mộc sạch sẽ, rau sạch sẽ như rau đi bia nè ăn luôn đó. Lâu rồi có sâu sâu bỏ mê sâu vẫn đang muốn ăn cho người. Ôi,
cứ chiều chiều là ông bà tưới nước nên là rau non. Không tưới thì lê hắn lên cho được con. Rau thì không bón cái gì cả, yếu là có phân trâu lúc đầu. Phân trâu. Không lạnh, không phải lạnh thôi. Anh sợ lạnh cún là cún tròn, cún chắc là kìa. Hôm nay đi chợ, ông có cần mua chi không ông nhỉ? Mua cái chi, ta đang cần lúa giống chứ kìa. Lúa giống chưa có kìa. Để là mua lúa giống rồi, mà để mà ngâm giống rồi, cấy vụ sau mà lấy lúa mà ăn chứ. Thế có cần nhiều lúa giống không ông nhỉ? Chỉ có 3-4 cân nữa con. 3 cân nữa, 4 cân nữa. Để đó với bà đi mua luôn. Thế là chờ bà cháu đi ra bán rau rồi ra chọn lấy như thế là cái giống bì xê nó đưa về để mà lấy cái một cái nha. Dạ. Lấy giống tốt nha. Vâng ạ. Giống tốt về mà. Ừ. Nhà mình hay cấy ba cái từ lâu nay đấy. Đó là tính vừa đủ nha. Lấy vô. Năm giấm. 4 cây một. Năm giấm. Đó, rau đẹp chưa đấy con. Để cho đeo một cổ. Bà ơi, sức cao bỏ rổ để đi chợ bà ơi. Mấy búa? 6 búa ba? 5 búa. 5 búa. 5 búa. Thằng nghe. Nghe em ăn. Nhiều rau là chắc đủ một lúa giống rồi đó ông bà nhỉ? À, có lẽ đủ đó chắc, đủ hay không đủ thì không có anh ấy thôi mà. Cây sắp ngày rằm rồi con ơi. Sao ơi, vâng à, bức mấy giá chú thì đem ra bán đi cho người ta rấm. Mùa đông rồi là phải mặc cái áo ấm. Áo này mùa lâu rồi cho nên nó hư hết cả khóa điều cho nên nó không không chưa cũng chưa hư luôn nhưng mà thôi kéo vừa thôi. Vô tất chân đi. Thank you.
Này, này, đưa lên màu lấy. Lúc nãy bà đi. Lấy cả tổng 10.000. À, cả 10.000. Này, lấy cháu 10.000. Thank you.
có đắt không à? Cho không? Ôi, ôi trời, mua được cái gì mà lắm nữa? Ừ. Mua đồ chuẩn bị làm bếp đó là còn chứ cái gì đây? Dây thừng, dây thừng cho ông nhá. Không có thép. Trời. Cái gì đó? Mua đồ ăn thức uống này. Ờ. Giống gì đây? TBR225 ông ạ. Ờ. Năng suất cao, chất lượng gạo ngon. Cơm thì nấu rồi. Cơm thì nấu rồi, cho làm thịt chi. Có đang đan đây này. Con chuột rau cải đấy là 5.200 đó. Ôi trời. Ờ, có 2.400 đó. Mày bán có hai mua nhưng công thức mà bây giờ là cuối cùng là 5.400 rồi. Không phù hợp. Nhưng mà có cái là thôi. Cứ từ từ. Ừ, đúng cả được. Thôi cúng bà rồi bây giờ là chầu tôi bán này, ông ngoài nói vậy chứ. Chưa đủ rừng chứ. Lấy cái gì? Con chưa lố đâu mình chứ.
thấy cho cháu đây. Dạ, ông để lên cháu.
cũng đặt vừa với giáp đấy nhá, vừa với giáp thắt thêm cái nhà lên nhá, nhà nó thắt thêm đi. Rồi ơi là cái canh thứ hai đi là cũng canh nữa này, lên cho đến cái cây đòn tay đấy nhá. Ở đây đưa đòn tay dưới cho chân lè, ở đấy đây đấy. Đấy, lùi ra một cây đi, lùi tí nữa, không hụt, trong nước không hụt một. Đầu là gỗ như đây nhá, gỗ như đây, hấp nhú có ba loại mà, à hai loại mà. Giờ cây cho cháu đi. Ông đi. Sát với đầu cây nữa. Oh.
Buốt hết chân rồi ông ạ. Ta về tôi cháu. Tôi lạnh lắm. Đông rét. Nắng to rồi ông. Này cá không to, cá đang đầy.
không biết được cô bắt để nhìn nó nữa cô người tao. Cá năm này người ta nuôi nhưng giờ đông thì ông đủ bột chúng nó màu lớn đảm mình cái cô cổ với la chuối như gì lấy mù cho nó lớn được mà lại được bữa đói bữa no thế này bữa mù. Tết được ông ạ, ông cháu ta phải làm ít nem để ăn Tết thôi. Nước mắt chả biết Tết nhất chẳng nhưng mà ta phải ăn cái đó. Nem phải chọn một cái loại chuẩn chính chả ngon lành. Sáng nay cháu đi chợ với bà, cháu thấy thịt lợn ngon là cháu mua ít về để ông cháu ta làm phải không? Ừ. Gia vị đầy đủ đấy, ớt rồi tỏi rồi lá đinh lăng. Rồi ông cháu ta chuẩn bị gói. Niêm Thanh Hóa ta là đặc sản ở đây cháu ạ. Chưa đến nay Thanh Hóa mình nổi tiếng nem chung một bánh gai rồi bà. Trời nắng thì trời ta để trời nắng mà không nắng thì ta phải hơi qua lửa đi cho hắn mềm hắn dẻo. Ba một cái đấy. Một cái thì phải cây to rồi. To. Là phải cho hắn cẩn thận, phải về phải là cây vào về phải nướng đi, vào cũng được, giang cũng được, nhưng mà về phải nướng đi. Dẻ thật mỏng, mỏng tinh. Đeo đủ kim. Này phải trộn với thính gạo nha mọi người. Trộn thính gạo để cho nó khô, men.
rồi hạt tiêu bác bỏ chén thơm. Trộn đều. Ăn là phải có da nha mọi người nha. Da với thịt bóp đều nhau vào. Da này phải thật nhiều. Da này là mục đích là để cho ra hắn dài cái niềm. Cái thứ hai là chống khô, chống ướt. Quê mình cũng vậy này bạn, nổi tiếng nem mà không có nem cũng được, nhưng mà cũng dài cổ, nhiều dao. Túi nhỏ là hơi bỏ nhỏ đấy thôi, bỏ ít thôi. Túi nhỏ, ít dao, nhỏ nhiều thì nó. Không có lối thôi. Chắc nó đến được cái hai cái này chứ thấy. Cái này chứ hai cái. Cái không ít. Sâu là chuẩn sâu rồi, kêu lên đến chỗ chín nha anh em đi. Vâng. Cháu sâu rồi.
Ha ha ha!
nào. Thêm nữa là anh giữ nhau con à. Anh lấy cái đặt xuống nước rồi nhường kinh. Thank you.
đừng giảm, đừng giảm. Thank you.
nóng. Khiêng đi nhục nhằn đi. Bắt dây để yên luôn thẳng. Thank you.
về sau. Hắn là phải cậu với mợ liền nó chứ mà cũng. Dậy lên đi nha. Đó, thằng cậu với mợ là mình chơi nhau. Hẹo, mấy hẹo nữa chưa? Đây là hẹo trên đoàn nóc đi đâu rồi. Chạy lại. Chạy lại. Mình lấy cái tủ lách gì đây. Đây, bố kìm với tao. Rồi kiểu nó buộc lại cho một nóc. Thank you.
sâu không? Cháu chưa biết sâu không? Đây đây. Không làm được, không làm được việc chứ cả. Đem cây khúc lùm đi vô đến chỉa mấy cái gộp này, mấy cái gộp để chặn rui này. Chứ rơi vào cuối cùng đem vô cái rồi trở người rơi cuối cùng này, đây chỉa. Đi lên đi đốn vài cần câu về, câu cá. Bà cháu về ở nhà. Ông để cháu đi cho ông ạ. Phải đang ốm cháu ở nhà. Cháu già thì ông đi. Ông đi được. Ông
ông sâu, cháu chưa biết sâu ông. Đây đây, gấp lại đi. Xong bắt đầu cầm lại đây, bắt đầu cuốn đây. Lấy dây là đi cuốn đây. Cuốn. Đây này. Cuốn vài bốn vòng thôi rồi coi. Cháu đơn chốc, cắm cái đầu đi nè. Chắc đét luôn. Thế là nấm dây đi này, nấm dây đi rút này, rút là coi như hắn thắt lại, hắn kéo cái dây đi lên, là coi như hắn thắt cứng lại thôi mà có chi mà nè. Lấy được rồi ông nhỉ? Vô tùi tùi, đây đang còn đấy mà. Không còn, để đây này, lấy thôi. Ừ. Dài nữa. To được ông ạ. Mặt nạnh như thế này. Đấy. Nhiều cái xương cứng quá. Được rồi. Đấy. Đấy. Còn đây thì khô hòa không? Ờ. Chắc câu đấy được ông nhỉ? Ông cháu là làm thịt nhỉ? Ờ, câu đấy được. Tôi cho ta làm thịt. Thì ông Minh Nhất cô tạo ra thì đúng rồi, tôi xin lên làm thịt. Vâng.
cháu con vui. Chúng mày cơm gấp rút ăn đi ông bà. Không có cái gì nhỉ? Không có phải ấn tượng gì hết. Cá nhà mình chỉ ăn cỏ không đâu. Ăn cỏ lá. Này toàn mưa to. Cây ông đấy xuống ông lồng trong vườn cây ông đi cua khử.
trong đây có thảo không? Không biết hay hết. Thank you.
chọn này. Quần áo cũng đưa giếc cũng đưa kéo chọn. Người buồn nếu mà lại vừa. Nhỏ quả lớn này mới được ăn quả đây đâu không ạ? Giờ ăn mới có quả. Có ăn được không? Ở đây ông. Ủa cái bộ đang gần đấy vợ. Ông bà mời đi.